Chào chào, xin chào bà con. Hiện tại mình đang ở quán cà phê Gió và Nước tại thành phố Bình Dương. Đây, một quán cũng khá là nổi tiếng ở khu vực thành phố Bình Dương nha bà con. Rồi, mời bà con đi theo mình vào bên trong nào. Đi vào. Đây. Chứ đâu có biết đâu. Quán này khá là nổi tiếng luôn nha. Cà phê Gió và Nước, thiên đường của cà phê. Yep. Câu lạc bộ bắn cung. Vô. Ồ, cảnh đẹp không? Chụp trong báo hình kìa. Ông đang quay gì mà. Đây đi. Ôi. Cái cao bự vậy. Gió ở đâu? Nước ở đâu? Nước trước đây là gió. Hả hả? Đấy, mình đi vào bên trong thì nó sẽ có là gió. Thôi có nước trước. Ồ, chút ha. Mẻ quá ha. Trời, không khí 38 độ mà có một cái vườn trúc như thế này cũng khá là ok luôn nha bà con. Cây này cũng lâu năm dữ à. Chị quán này cũng lâu hết chị ha. Ừ. Ồ, đây. Vô là mình nhập nước trước nha. Ồ, vô đây cũng mát nè. Khu vực. Wow, đây. Thấy chưa? Ồ. Đã ha. Có mấy cây ấy nước nè, đã không? Đã nước. Cũng lâu năm lắm mà trồng mấy cây này, vậy là lâu lắm rồi đó. Quán này cũng khá là rộng và nổi tiếng ở khu vực Bình Dương nha bà con. Ồ, rồi vô nói chị lửa đi. Đây, bên trong có một cái view để chụp chụp hình rồi luôn này nha. Ồ, đây mình đi vào mấy cái em có nước và nó mang mát. Ồ, đã ha. Rồi nó lựa đi, thích ở đâu. Ok, hay. Ồ, đã không. Ai gọi đây không biết nữa. Rồi, đó đi vòng chơi. Ơi. Ồ, đã ha. À. Đây. Chỗ tổ Hùng Vương đây lễ tới nay nè. Ồ, đã không? Đây. Không có tôi đi vòng chơi vậy đó. Ồ. Ra đây gọi một sáng nha. Rồi đi vòng qua đây nè. Đi qua đó lại. Dự trình nè, ra đây ngồi. Ồ, nè, toàn cảnh nè bà con ơi, đã quá đi. Ồ. Không. Thôi, rất là tuyệt vời luôn nha. Vô đây cái không khí nó mát lại liền. Tại vì có nước nè. Ồ. Gió và nước. Thôi ra ngoài mát lên trên đây. Đây. Đâu? Ở đâu? Ôi nóng ông nội ơi, thôi ngồi em đó đi. Nóng ta ngủ ghê. Thôi. Ông ngồi vào đây nè, hanh nắng hay mồ. Vô, đây, có đường này đi qua được nè. Ngồi đây đi. Mình đi vòng chơi được rồi. Ồ, đã ha. Đây có quạt không ơi. Rồi xong. U. Quá đẹp luôn. Rồi, xin chào bà con nghe, tới Bình Dương nhớ đến cà phê Gió và Nước nha.